người đầu tiên mà chúng ta cần phải giáo dục về tài chính đó chính là chính mình, chính chúng ta phải thành công về tài chính anh chị, chính chúng ta phải làm gương cho con cái của mình. Chúng ta mới có thể dạy dỗ con của mình, cho con của chúng ta có một cái nền tảng về tài chính, một cái nền tảng về tư duy, một cái nền tảng về trí tuệ để sau này khi mà nó lớn lên thì con cái của chúng ta hoàn toàn có thể dư khả năng để có thể là kinh doanh có những kỹ năng huy động vốn có những kỹ năng kinh doanh đầu tư bán hàng marketing và có thể hoàn toàn tự lập để có thể trở nên thành công và giàu có việc giáo dục về tài chính nó rất quan trọng nó không phải đơn giản chỉ là để giúp đỡ người khác đâu à mà là mình giúp đỡ chính cái gia tộc của mình đấy ạ à và có một điều rất là tuyệt vời khi chúng ta thay đổi chúng ta giáo dục về tài chính cho chính mình đó chúng ta ứng dụng chúng ta kinh doanh chúng ta đầu tư và chúng ta thành công anh chị thì có một điều cực kỳ tuyệt vời là ngoại trừ cái việc là mình truyền dạy được cho con của mình mình có thể là cho con cái của mình cái tài sản và trí tuệ thì mình còn có thể cho con của chúng ta một thứ nữa tại vì anh chị biết không ạ đó chính là một tấm gương một cái tấm gương để con mình noi theo và chúng ta làm gương cho con cái của mình anh chị ha. Bao nhiêu số anh chị ở đây là tự tin nói với con mình câu này là gì ạ? Trong cuộc đời cha mẹ đã từng trải qua những cái biến cố, có những lúc nó dễ dàng, có những lúc nó chưa dễ dàng nhưng mà cha mẹ cũng đã vượt qua tất cả và ngày hôm nay có được cái sự thành công như ngày hôm nay và cha mẹ làm được thì cha mẹ tin rằng con cũng làm được và thậm chí con cũng có thể làm tốt hơn. Bao nhiêu số anh chị tự tin là nói cái câu này với con mình ạ à. nếu hiện tại anh chị chưa dám nói câu này với con mình thì chúng ta hãy nói chuyện bằng kết quả đi ạ à chúng ta hãy tạo ra kết quả, chúng ta hãy ứng dụng, chúng ta hãy giáo dục cho chính mình trước thay đổi từ cái tư duy, cái niềm tin gốc rễ của mình, cái thói quen của mình, cái hành động của mình để mình trở thành một người thành công và giàu có, để mình trở thành một cái tấm gương cho con của mình, để mình có thể dạy cho con của mình những cái bài học này để chúng ta có thể giúp cho cái thế hệ sau của chúng ta, nó là một cái thế hệ giàu có, thành công và có cuộc sống nó dễ dàng hơn. Được không anh chị? và huy tin rằng là các anh chị có thể làm được bởi vì huy đã làm được rồi rất là nhiều anh chị em trong câu lạc bộ của chúng ta cũng đã làm được rồi cho nên là giờ à? anh chị chỉ cần một cái thôi đó là gì sự kiên định sự nhất quán sự cam kết thôi còn không có một ai ở đây là không có khả năng thành công hết quan trọng là anh chị thôi huy cũng ở đây để sẵn sàng hỗ trợ anh chị trừ khi anh chị bỏ cuộc thôi thì không ai có thể giúp được anh chị cả cho nên là chúng ta hãy kiên định chúng ta hãy nhất quán và chúng ta hãy cam kết với chính mình rằng là dù có chuyện gì xảy ra dù có như thế nào thì anh chị cũng phải thành công và giàu có và cái cách hiệu quả nhất để làm điều đó chính là giáo dục về tài chính anh chị ha